Kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự lúc 10 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2015 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai ngày 4 tháng 1 thì 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội sẽ chính thức được đưa vào hoạt động. Đó là cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân Nội Bài, nhà ga T2 của cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Cầu Nhật Tân và đường nối nằm trên tuyến đường nối của thủ đô Hà Nội nên khi đưa tuyến đường này vào sử dụng sẽ giảm ách tắc giao thông rất lớn cho tuyến đường Phạm Văn Đồng. Nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài được đánh giá là nhà ga hàng không hiện đại nhất của Việt Nam, phục vụ được 30.000 hành khách với 230 lượt cất cánh hạ cánh mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của 10 triệu hành khách một năm. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết công ty Uber không phải là đối tượng quản lý của bộ này bởi lý do là công ty này được cấp giấy phép kinh doanh về công nghệ chứ không phải là về giao thông. Tuy nhiên, hoạt động của công ty Uber lại có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải. Do đó, để bảo đảm phần mềm Uber hoạt động tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu công ty Uber và các đối tác chỉ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh. Riêng các đối tác với Uber thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải. Nếu không đảm bảo thì công ty Uber phải có trách nhiệm liên đới. Thưa quý vị, lượng du khách đổ về quá đông đã khiến cho tình trạng giao thông tại thị trấn du lịch Sapa của tỉnh Lào Cai bị tắc nghẽn. Trong ngày hôm qua thì các tuyến đường du lịch từ Sapa xuống các bản làng như là Cát Cát luôn trong tình trạng đông đúc và tắc nghẽn giao thông. Còn trước đó vào ngày 1 tháng 1, một vụ tai nạn lật xe tải đã xảy ra tại quốc lộ 4D đường từ Lào Cai lên Sapa. Xe lật ngang chắn gần như toàn bộ mặt đường. Tai nạn xảy ra đúng vào ngày Tết Dương lịch với lượng xe đông đã khiến cho các tuyến đường này ùn tắc nghiêm trọng. Các lái xe cũng được cảnh báo đề phòng tai nạn khi lái xe trên các đoạn đèo dốc quanh co và đề phòng sương mù dày đặc vào tối hay là sáng sớm. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày hôm qua, ngày 2 tháng 1, chính phủ Mỹ đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên về vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures, vốn được Washington cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm. Theo thông báo của Nhà Trắng, một sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Barack Obama ký đã bổ sung biện pháp trừng phạt nhằm vào 3 tổ chức và 10 cá nhân của Triều Tiên đang hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và gián điệp. Tổng thống Obama cho rằng những hoạt động gần đây của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ. Còn Bình Nhưỡng cho đến nay thì vẫn phủ nhận các cáo buộc của Mỹ và gọi các cáo buộc này là vô căn cứ. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc ông Riyad Mansour đã chính thức đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC kết nạp Palestine làm thành viên. Và đây là một bước đi nhằm cho phép Palestine có thể kiện Israel về các tội ác chiến tranh. Phát biểu với báo giới, ông Mansour nhấn mạnh đây là bước đi hết sức quan trọng nhằm tìm lại công lý cho những người dân Palestine đã bị Israel giết hại. Sau khi trình lên Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ xem xét đơn đề nghị này và thông báo với các nước thành viên ICC trong vòng 60 ngày. Trước đó, Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas đã ký phê chuẩn các đơn xin gia nhập ICC cùng 16 công ước khác vào hôm 31 tháng 12, một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể thông qua một nghị quyết mở đường cho Palestine đạt được quy chế nhà nước đầy đủ. Giới chức Indonesia ngày hôm qua thông báo đã tìm thấy thêm thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay QZ-8501 trong ngày thứ 5 của chiến dịch tìm kiếm, nâng số thi thể được tìm thấy lên con số 30. Theo các quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, một số các thi thể mới được tìm thấy vẫn bị mắc kẹt trên ghế ngồi của máy bay và đã được đưa về thành phố Surabaya để nhận dạng. Trong ngày hôm nay, các tàu của Indonesia, Malaysia, Singapore và Mỹ sẽ tiếp tục quét đáy biển Java để xác định vị trí của chiếc hộp đen của máy bay. Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vtv4.vn cũng như là trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.